Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topcar VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mazda CX-3, chiếc xe crossover cỡ B gầm cao 5 chỗ ngồi nhập khẩu tại Thái Lan của bên phía Mazda. Và trong video ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024, vừa có sự điều chỉnh mức giá niêm yết rất mạnh dành cho từng phiên bản của Mazda CX-3 quý anh chị các bạn ạ. Đâu đó mỗi phiên bản ao mất, tức là giảm mức giá niêm yết khoảng tầm gần 30 triệu đồng tùy từng phiên bản quý anh chị các bạn ạ. Một chiếc xe mà tại thời điểm đầu ra mắt nó được định hình phục vụ ở cái phân khúc cỡ B, cạnh tranh với cả Cresta hay là Kia Seltos. Nhưng tại thời điểm này với mức giá niêm yết mới này, Mazda CX-3 có những cái phiên bản giá còn thấp hơn cả những cái dòng xe ở phân khúc cỡ A, ví dụ như là Hyundai Venue hay là Kia Sonet luôn quý vị các bạn ạ. Mazda CX-3 thì video này mình sẽ cập nhật về tổng cộng 4 sự lựa chọn hiện tại đang phân phối: bản AT thường, bản AT Deluxe, bản AT Luxury và AT Premium. Tất cả đều sử dụng là máy 1.5 hút khí tự nhiên và nó sử dụng hộp số tự động 6 cấp số quý chị các bạn nhé. Nguồn gốc của nó thì nhập khẩu tại Thái Lan quý chị các bạn ạ. Vậy thì cụ thể từng phiên bản nó sẽ điều chỉnh như thế nào, mình sẽ cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta nắm được và xem xét xem cái mức tài chính nó có phù hợp hay không. Đầu tiên là Mazda CX-3 1.5 AT thường. Bản này là một cái phiên bản rất nhiều người chú ý này. Với mức giá niêm yết đề xuất thời điểm trước là 539 triệu. Nhưng tại thời điểm này giá niêm yết mới nhá, còn có 512 triệu đồng thôi quý chị các bạn ạ. Hạ niêm yết 27 triệu dành cho quý chị các bạn. Lại còn linh động giảm thêm về tiền mặt từ đại lý của mình vào nữa. Trừ đi cái linh động đó, mình có nhầm qua thì lăn bánh ở tỉnh của nó mới nhất là 567 triệu. Ở Hà Nội là 498 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 587 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 567, Hà Nội là 598 và thành phố Hồ Chí Minh là 587 theo phương án trả thẳng. Trả góp của Mazda CX-3 1.5 AT thường này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 162 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 193 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 182 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 162, Hà Nội là 193 và thành phố Hồ Chí Minh là 182. Giá này thì có phải thấp hơn nhiều so với cả những dòng xe Venue hay là Kia Sonet đúng không ạ? Kể cả so sánh với những bản thiếu của những chiếc xe đấy luôn. Giá này tính ra lăn bánh như thế này chắc cũng chỉ ngang với cả chiếc xe Toyota Ray của bên phía Toyota thôi quý chị các bạn ạ. Phía trên bản AT thường đó là AT Deluxe của Mazda CX-3. Bản này cũng hạ mức giá niêm yết rất là nhiều. Giá niêm yết đề xuất của nó là 579 triệu đồng là thời điểm trước thôi. Nhưng bây giờ nhá, còn có 549 triệu đồng thôi quý chị các bạn ạ. Và đại lý của mình lại còn linh động giảm thêm nữa. Và sau khi trừ đi, mình có nhẩm qua lăn bánh ở tỉnh của nó mới nhất là 604 triệu. Ở Hà Nội là 635 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 624 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 604, Hà Nội là 635 và thành phố Hồ Chí Minh là 624 theo phương án trả thẳng. Trả góp của phiên bản Deluxe này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 180 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 212 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 200 triệu đồng tròn anh chị nhá. Tỉnh là 180, Hà Nội là 212 và thành phố Hồ Chí Minh là 200 triệu đồng tròn với bản Deluxe theo phương án trả góp. Sang cái phiên bản thứ ba của Mazda CX-3 đó là phiên bản Luxury. Bản Luxury này cái mức giá tại thời điểm này cũng rất là tốt. Giá niêm yết thời điểm trước là 609 triệu đồng cơ. Nhưng bây giờ hạ niêm yết là 30 triệu. Giá niêm yết mới còn có 579 triệu đồng thôi. 579 là mức giá niêm yết của phiên bản Luxury này. Lại còn linh động giảm thêm nữa. Và sau khi trừ đi lăn bánh ở tỉnh mới nhất là 638 triệu. Ở Hà Nội là 670 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 658 triệu đồng quý chị các bạn nhé. Tỉnh là 638, Hà Nội là 670 và thành phố Hồ Chí Minh là 658 theo phương án trả thẳng. Giá này mới bằng Hyundai Venue bản đặc biệt hoặc là Kia Sonet phiên bản Premium quý chị các bạn ạ. Tùy chúng ta thích cái kiểu như thế nào thì chúng ta lựa chọn. Giá tại thời điểm này CX-3 rất là ok. Nếu như mà lấy trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 184 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 216 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 204 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 184, Hà Nội 216 và thành phố Hồ Chí Minh là 204 theo phương án trả góp. Và sang cái phiên bản thứ tư, phiên bản mà không có sự thay đổi về mức giá niêm yết, đó là phiên bản Premium của Mazda CX-3. Phiên bản mà được trang bị những tính năng an toàn chủ động trong gói iActive.
Giá niêm yết đề xuất của nó là 664 triệu. Hiện tại trừ đi linh động lăn bánh ở tỉnh của nó là 729 triệu. Ở Hà Nội là 763 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 749 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Tỉnh là 729, Hà Nội 763 và thành phố Hồ Chí Minh là 749. Bản này mà lấy trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 203 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 238 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 223 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Tỉnh là 203, Hà Nội là 238 và thành phố Hồ Chí Minh là 223 theo phương án trả góp. Đó là 4 phiên bản, 4 sự lựa chọn về cái dòng xe Mazda CX-3 tại cái video ngày hôm nay, mùng 10 tháng 5, khi mà vừa có sự điều chỉnh về mức giá niêm yết hạ khá là sâu thì Top Car VN cũng cập nhật luôn để anh chị khách hàng mà chúng ta đang có kế hoạch mua xe thử xem là cái tầm tiền nó có phù hợp với cái mức giá này của Mazda CX-3 hay không, hoặc là khách hàng mà chúng ta đang có kế hoạch xem rằng với hạ giá mới như thế này có thể lựa chọn chốt tại thời điểm này được hay không. Quý các bạn, chúng ta cần một thông tin gì đó cụ thể chi tiết hơn nữa, hoặc qua muốn xem lái thử trải nghiệm thực tế, nhờ quý các bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, còn ở miền Nam thì nhờ quý các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.